Em xin chào toàn thể các bác yêu audio trên toàn quốc. Hôm nay em làm video test con đầu đĩa CD Soli 970. Hôm nay em để duy nhất trong một con thôi. Đấy. Thì cũng có bác ở trong tháp bác ấy đặt luôn. Thì em test lại video là quay tổng thể chi tiết cái con đầu đĩa CD này cho bác ấy xem. Con chín Sony 970 này thì cũng rất nhiều anh em chơi và cái giá của nó cũng là hợp lý, và hình thức của nó rất là đẹp, quá thật là sáng. Thì em quay tổng thể nó mặt mũi rất là đẹp. Mặt quá rất là sáng, rộng. Vùng thành sắc cạnh thì về thì nó chỉ hơi bị cái là lưng hơi lấm chấm thôi, chứ em thì em không không sơn lại, em cứ để nguyên đấy. Mặc vào cầu kỳ thì sơn, chứ còn em thì cứ để nguyên đúng chất như thế bán, quan trọng là máy móc nó còn đẹp. Mặt sau của nó đây còn nguyên cái nút cổng cổng quang này. Giờ em test đĩa nghe. Cháu như cứ về là nè. Con CD 970 nào thì như này. Anh em ra lấy luôn. Cái đĩa Quang Dũng em đánh với âm đi đời lông VMA 500V đôi loa Daiston 315B. Đôi loa này có giá là 4,5 triệu, con âm đi 500V này là 5 triệu. Tiếng con này rất sạch sẽ, ngọt ngào. Chiều nay có tôi ngồi rồi nghe mưa hát say mê, chờ em ghé qua nhà chiều xõa tóc đôi bờ dòng sông cất lời hát đến bên em để biết. Đĩa rất là nhanh, mắt đọc cực tốt luôn. Các bác đeo tai phone và nghe âm thanh nó mới đã, nghe trên điện thoại nó chuẩn. Lòng bỗng vui hơn lúc nào, hoa rơi bên đường, lòng ngột ngang những đón chào. Em ơi phải chăng em còn đâu đó? Xin con tim buồn đừng vội. Thank you.
sao bình thường này. Đọc đĩa rất là nhanh. Máy này là 232168 nhá. Cảm ơn các bạn đã xem video của em. Các bạn hãy đăng ký kênh cũng như là like, share giúp em để được nhiều anh em đam mê audio được nghe những đôi loa cũng như âm ly cũng như đầu CD và những cái bản nhạc hay. Cảm ơn các bác.